Trai thì là ga lăng nhưng không lãng mạn, có 3 tháng rồi, xong 3 tháng là rồi. Là sau khi bà nội nè qua nè, là xong qua luôn. Đặt cọc nè, là 3 tháng sau là cưới luôn. Khi mà cậu mợ của bác đó đòi là hất mâm cơm đó thì lúc đó như thế nào? Bác buồn kinh khủng lắm. Bác là trời ơi, không lẽ mình không yêu thương mà làm chồng. Bác mà thực đêm tới hôn bác là không lẽ mình có chồng mà tắt. Cái gì rồi đó à. Nghĩ mình lắm à. Nhưng mà đám cưới rồi mà vẫn suy nghĩ. Rồi mà suy nghĩ lại đó. Thì anh cũng đừng mua, ngày em nói là nó thực tế lắm mà. Tại vì là và bác phải dần và bác về nhà, chạy về nhà. Ngoài này về liền nha. Không có cái kiểu mà dần chồng là chạy về đây. Dạ. Nói nữa đó. Về liền cho mà không phải là đuổi, nhưng mà có phải biết cái câu là có chồng mới phải theo chồng, chồng vào hang rắn hang rồng theo. Khi nữa là cô mẹ về anh, cô chị cô là cô út má anh có nói đi em thấy người Huế không luộc lồi lúng túng rồi mà có ai bỏ vào quê hương không thì miếng phải sống với lụ cho rơi cho mẹ chứ nữa. Hay quá, với cái câu này hay quá. Ôi vui quá. Con chào cô. Dạ con chào bác. Bất ngờ quá đúng không dạ. Con chào cô. Chào cô. Dạ. Ở đây là mình chào cô là vừa. Vô tới đó sẽ gặp một cụ tóc bạc hơn nữa là mình chào bà là vừa. Dạ. Quần tri đông hướng về cô. Ủa rắn đông hướng hiện. Đông hướng hiện. Ôi cha mà ơi rắn cô ở mô. Cô ở Giao Linh. Cô ở Giao Linh. Giao Linh nhưng mà bà nội cô là ở Cua chỗ cái con đó. Con là ở Cua đi. Cua như vậy đẹp. Ôi cha mà ơi. Thấy chưa em thấy chưa? Phụ nữ sữa Cua là đẹp lắm nè, có bác nè đó thấy chưa, rồi chị nè đó, cứ người Cua là đẹp hết. Phúc hậu quá. Đúng rồi mà phúc hậu lắm. Nhà đi con. Dạ chào ba. Dạ chào bác. Dạ con chào bác. Dạ con chào ba. Dạ, mình ở miền Trung là mề đi hết. Mề hả? Dạ con chào mề. Dạ. Con cùng với chị Thúy Nga cùng với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến đây, trước tiên là thăm nhà, thứ hai là thăm sức khỏe và thứ ba là gặp gỡ tất cả các thành viên để mà trò chuyện với nhau. Con rất vui là đón tiếp tụi con. Dạ cảm ơn cô. Mẹ khỏe không? Hôm nay biết là có thăm nhà đã cùng đánh chục má hương ý. Còn môi hương này cứng ghê luôn à. Dạ bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Mẹ năm nay nhiêu? 101. Hai bác là tên gì ạ? Để dễ xưng hô. Bác Hoa, bác Hà. Bác Hoa, bác Hà. Chị đã coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi. Vậy hả? Trời ơi, dạ. Thích lắm. Gia đình bà nội có biết không là thực mình danh là những chiến sĩ thầm lặng. 3 ông con trai, 1 ông bố về bà nội thôi. Bà nội đẹp nhất nhà. Nói rất là ít, một ngày nói một người chừng vài 30 từ rồi. Rồi hàng xóm người này đi con về đây đi rồi con hoạt náo lên để cho gia đình nên là khỏe đồng chứ chuyện sự thầm lặng không á mình. Không biết là bà nói chuyện vẫn còn lưu loát không? Bà có nghe rõ không? Rắn thì nghe không rõ nhưng mà được cái là nói rõ. Bà tình hình sức khỏe giờ làm sao bà? Bây giờ nói chung là cũng già theo tuổi thôi con chứ cũng không còn phải là yếu lắm. Nhưng mà nồi cũng hơi lạng tai rồi. Con đã rõ một tí. Bà ơi, bà ăn uống đồ có được không? Được. Nó thấy chưa? Dạ. Sỏi dữ lắm. Bà có xem tivi được không? Tivi hả? Dạ. Bà thích chương trình gì nhất? Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bà ơi, rắn ba từ tẩm hay là ai tẩm cho ba? Tự tẩm mình. Từ tẩm ến luôn. Con trai vào vậy? Không trai vào hết. Tự lo hết cho mình luôn. Mình cũng cánh, mình phải cánh rồi mình sợ. Đôi lúc cho người vào mà không chịu, bất động cửa làm. Vậy hả? Mỗi lần mê tắm bao nhiêu phút? Tắm hả? Mình thôi 30 phút lần á. Nhưng mà ở nhà ai là người thường xuyên chăm sóc cho bà? Như là bác trai chăm nhiều hơn bác gái. Ăn uống thì là bà tự ăn luôn? Bà tự ăn. Chế độ ăn uống của bà nó có khác gì so với các thành viên trong gia đình mình không ạ? Hiện tại ăn đồ mềm đó, dễ tiêu hóa. Dễ tiêu hóa. Nhưng mà bà là có khó ăn không bác? Bà dễ lắm. Dễ lắm hả? Khi bà tự đi lấy đồ ăn nha con. Vậy hả? Tự tay chân là không có rung. Bây giờ ví dụ như bà đứng lên được không? Được. Bà ơi, bà đứng lên cho Quốc Thuận coi được không? Dạ phải đỡ đúng không? Ở trước cũng đi được mà, đi vô Mẹ Chồng Nàng Dâu. Giơ tay lên cho con coi được không? Rồi giơ xuống vỗ tay đi. Cảm ơn bà, mới vô mà đã hành bà rồi. Biết bà rất là khỏe và minh mẫn ha. Biết Quốc Thuận có được sống tới cái tuổi như bà không nữa, nhìn thấy khoái quá trời quá đất luôn vậy ạ. Bà là có bao nhiêu người con bác Hòa? Ba người. Bác Hòa thứ mấy? Đầu hết. Đầu hết rồi. Trước đây thì là bà là ở ngoài Huế. Bà ở về Hai Bạc từ hồi nào tới giờ luôn, từ ngày bạc làm dâu tới giờ. Còn một thời gian khoảng chừng 2 năm ở về cô dâu Úc. Nhưng mà không bởi mà cũng không chịu vào cái tiếng con trai Úc á. Dạ. Nhưng mà bà phải giải đo nói về là cô dâu em, nói là bây giờ bà nội dần không ăn cơm này, em người để liêu đừng mời, ra chờ ăn. Như vậy là chứng tỏ là giống như em không thương mà để bà về chị được. Phải động kịch như vậy. Nhưng thực ra cô dâu thì cô cũng xin lỗi, cô cũng năn nỉ. Nhưng mà lần khi mà cô muốn mà nói vào ở với cô thì cô nói đi, đừng nói với hết thâm thính giống như vậy lơ để cho giống như là mình không có trách nhiệm, không có trách nhiệm. Dạ. Rồi 2 ngày là bắt đầu nói thôi mới ra đem cho vô. Vâng, là mình phải đóng kịch như thế. Dạ. Cho hồi đâu nợ theo vô nợ thương cậu Út không chịu vô. Dạ. Thương. Người chăm sóc bà hầu hết dành hết thời gian để chăm sóc cho mẹ, đó chính là bác trai. Trong cái việc mà chăm sóc bà như vậy thì có gặp những cái khó khăn gì không bác ạ? Bác đi làm thì thôi, mà khi về nhà là bác chăm sóc bà, rảnh thời gian bà cần cái gì đều có mặt bác ở đó hết, bác lo hết. Nhưng mà bà là có con gái không? Không. Là 3 người con trai. Cho nên là quyền huynh thế phụ mà. Dạ. Như là người đàn ông, người anh cả bao giờ cũng phải lo cho mẹ hết. Cần cái gì á, thường là chỉ cần gọi bác thôi. Không có ai hết. Đôi lúc vì cần gì mà không còn bác không gọi. Không gọi hết, không gọi cái không à. Đời bác về bắt đầu mà gọi tổng lần này cái đoạn lần kia. Bây giờ bác lại dối lúc đi tắm bác nấu nước sôi và hòa rồi xong xuôi, xong rồi bắt đầu động người lại. Tắm xong rồi bắt đầu xong xuôi thì tôi kêu bác vô, bác cũng bắt đầu dần ra. Tắm mà cái đoạn cuối thì là không cho bác trai vô, bác gái phải vô. Bác gái vô. Bác trai chị phù để quần áo, nói chung bác trai cũng khá hiếu thảo. Nói chung là nghe bác con rất là ngưỡng mộ, là bởi vì con cũng là con trai duy nhất á, mà mình lại không có được chăm sóc mẹ mình như vậy. Bởi vì thấy bác chăm sóc bà như vậy á rất là cảm động, thấy mình không có được một cái sự hiếu thảo với mẹ mình như vậy, cho nên rất là xúc động. Không phải con không có điều kiện chứ không phải là hiếu thảo. Hân hạnh được vô một cái bếp mà của gia đình tứ đại đồng đường đây quý vị. Cô ơi, cái món chi mà ớt quả trời quả đất cái cô? Thì nếu mà ớt ít là tránh con ơi, phải cỡ ớt nhiều. Cá lóc kho đúng không? Rồi bên này là thịt luộc. Này trừ là con không biết là cái người kể bên con đây là ai? Út, chị dâu của Út. Chị dâu Út. Coi như là tứ đại đồng đường nè quý vị. Đây là con gái Út. Nợ riết hết có cái mô việc lớn thế nào mới bú vô. Nợ riết hết mùa đường mùa nhà hết đó, cô về chỗ đấy thôi. Vậy hả? Với lại mẹ ở đây nữa. Dạ, còn là con dâu rể gì là ở gần đây thôi. Con dâu sao nhìn trẻ quá vậy, giống như mới 18, 20 mà bị bắt cóc về đây vậy đó. 21 cái bé đấy rồi. 21 về đây rồi. Vậy hả? Rồi đã có baby gì chưa? 2 baby. 2 baby rồi đó hả? Sanh con mà sao người gọn vậy? Trời ơi, vậy là mẹ chồng chắc phải cho chế độ ăn tốt lắm mới được gọn vậy nè phải không? Cho chị hỏi là em là người vùng miền nào? Cũng miền Trung luôn hả? Là em cũng miền Trung, em làm dâu rồi em về đây. Rồi về đây làm dâu rồi thấy mẹ chồng có khó không? Dạ không, mẹ chồng em vậy đó. Những cái đồ ăn này là em biết hay là mẹ chồng dạy? Dạ mẹ chồng em dạy hết. Vậy hả con? Dạ. Ngày mà về làm dâu mới 21 tuổi à? Dạ. Con biết làm gì có? Dạ con biết luộc trứng, luộc bắp cải, nấu cơm bằng nồi điện. Rồi xong là coi như là về đây làm từ từ là bây giờ cũng biết hết. Bây giờ biết hết luôn, bây giờ biết nhiều hơn cô, là mùng Tây mùng Nhật kia nào làm hết được có trên mạng á. Hay quá ha. Dạ không, con nhìn là con biết dâu này là hiền rồi, hiền queo à. Không hiền lắm đâu nha. Ủa vậy hả? Gấu đó, cái mẹ bị đại đó, mấy đứa con sợ lắm. Thì làm gấu với lại con thôi. Đồ ăn người Trung á, nhìn món nào cũng ngon á cô. Nhưng mà cái thịt luộc này là mình chấm với mắm tôm hay là chua thôi? Tôm chua thôi mình nhắc. Trời ơi. Nấu ăn là trang trí rất là tỉ mỉ nè, có làm hoa hồng rồi. Wow. nào ngày xưa thiệp cưới mà cách đây 40 năm họ làm cũng đẹp quá. Chữ cô viết chữ này của mình, chữ này hồi đó là của ông anh cô á. Trời, chữ đẹp quá ha. Wow, cái này con thích nè. Đám cưới Huế mà đó. Chỗ này là cô gái, cô dâu trước khi về nhà chồng đó phải không? Đó. Mà hồi xưa kỹ thuật chụp người ta xấu á thành nó không là không có Photoshop. Nên nhìn cái hình này mới biết là thật sự cô ngày xưa cô rất là đẹp luôn. Còn cái này là nhật ký của con này, cái này là của gái út. Cô viết từng một đứa là một quyển nhật ký trước khi lấy chồng là cô giao, lấy vợ là cô trao cho nó. Ôi chao, chả có cái nào là đẹp, nhưng thật là đáng yêu. Vô cùng, yêu vô cùng và yêu muôn thuở. Rồi viết cho con, viết thấy thương quá cô. Rồi con mà đọc hết cuốn nhật ký này chắc phải thêm tập nữa quá. Cái tờ nào cũng hay hết trơn luôn á. Khoảnh khắc nào cũng ghi lại hết nè. Hồi này là hình như sinh nhật con hả cô? Ừ, sinh nhật nó đó, nó 1 tuổi. Trời ơi, cô ngày xưa nè. À, cô ngày xưa. Trời ơi, xinh quá ha. Mắt rất là tự tin. Mắt bản lĩnh á, mắt bản lĩnh á. Còn chú ngày xưa nè. Còn chú ngày xưa đẹp trai ha. Mình nhìn nóng hiền ghê á. Bởi vì hồi đó chú mê mà chú lấy cô là phải rồi. Hồi đó đâu có biết đạt, hiểu không? Gia đình bên nào cứ thấy cô giỏi là hai bác quen nhau là do mẹ chồng sắp đặt hay là do hai người tự tìm hiểu nhau? Đó. Hồi đó là nhà hai bà gần nhau. Bà với bà Trái là bạn bè thôi à. Bà Trái thì dài xá lắm, lâu lâu mới về. Bà cũng có người yêu, nhưng mà khi người yêu thì tự nhiên giống như chia tay rồi thì ba mẹ cứ nói là giờ ai dòm là cứ gạ, không nói chứ hết thăm mẹ tụi rồi. Bữa đó đi thi phân hội phụ nữ mà đi thi văn nghệ á, bà Trái là làm phân hội trưởng. Tự nhiên các chuyện hát hay là đi vắng. Bác cái này là thôi giờ hai lên hát đi. Thế thì bác phải hát là được dễ nhất luôn. Bác Trái bắt đầu để ý. Hồi xưa con biết rồi, chưa tỏ tình gì hết á. Thì mình cũng biết là để ý nhau thôi thì. Nhưng chưa tỏ tình mà ở nhà ông bà nội là qua nhà bác rồi. Gái dạm hỏi. Tự dạm trước luôn. Tự dạm trước thì bác không đồng ý. Bác khóc. Bác nói chưa tìm hiểu á. Bác khóc cái ông ngoại mình nói đi. Con là nổi tiếng hiểu thảo nha, mà này con không đồng nghĩa là cậu đổ mâm cơm này nè, cái bằng cậu mờ. Chứ bây giờ mình làm cho ba mẹ buồn trong mâm cơm hết, gia đình cô đặc biệt là như thế. Ăn cơm là phải vui. Cái thời đó là cha mà đặt đâu con ngồi nữa. Bây trừ là con đặt đâu cha mà ngồi nữa. Cái lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, bác ấn tượng điều gì nhất? Thứ nhất là cái nét mặt của khuôn mặt của bác Hà. Thứ hai là cái tiếng, lời ăn tiếng nói. Thứ ba nữa là cái giọng hát. Ba điều kiện đó là làm cho bác là phải. Bây giờ chút nữa lên mâm cơm hát. Đó, Quốc Thuận chưa nghe. Mà bác Trai con hỏi nè, cái giọng của bác gái á, nó nhẹ nhàng quá. Vì mà lấy nhau bao nhiêu năm rồi có bao giờ lớn tiếng rồi bác gái mà nạt nô trong mặt không? Nạt nô trong mặt không? Nói nạt nô thì không nạt nô, nhưng nổi tiếng, nói quá nói lại với nhau thì có. Nhưng mà nói cái giọng, cái đà sao cái tông nó nhẹ quá. Bạc này em điên rồi đó nha. Điên là giọng tông vậy đó hả? Kìa bác gái kìa, em điên rồi đó nghe. Em điên rồi nha. Em điên rồi đó. Điên. Hồi xưa bác tỏ tình với bác Hà sao? Đâu có tỏ tình gì đâu anh. Bà nội qua hỏi cưới luôn. Hỏi xong là sau đó là cưới luôn hay sao là bác? Không, bà Trái chờ bạc đi bằng xe đạp. Cái nó đi chơi cái xe đạp nó kêu cọc cạch á. Cái mà bạc nói cái chiếc xe sao kéo ra anh nói nhạc đó em. Nhạc. Ông này cũng lãng mạn dữ lắm nè. Lãng mạn ha. Rồi sao bác? Mà bà cũng chưa yêu đúng không con? Rồi đến khi nào thì bác mới chấp nhận? À, tức sau cưới rồi mới cảm tình. Nhưng mà hỏi thiệt nè, hồi đó ông bác Hòa, ổng có đẹp trai không? Cũng vậy thôi. Đẹp trai chứ, bác đẹp trai mà. Tính tình thì sao bác? Hiền lắm. Bác Trai thì là ga lăng, nhưng không lãng mạn. Có 3 tháng, có 3 tháng là vui. Là sau khi bà nội nè, qua nè, là xong qua đặt cọc nè, là 3 tháng sau là cưới luôn. Khi mà cậu mợ của bác đó, đòi là hất mâm cơm đó, thì lúc đó như thế nào? Bác buồn kinh khủng lắm. Bác là trời ơi, không lẽ mình không yêu thương mà làm chồng. Bác mà thực đêm tới hôn, bác là không lẽ mình có chồng mà tắt. Cái gì rồi đó, gì mình nói nhưng mà đám cưới rồi mà vẫn suy nghĩ rồi mà suy nghĩ lại đó thì anh cũng đừng mua. Ngày em nói là nó thực tế lắm mà. Tại vì là và bạc mà dần mà bạc về nhà, chạy về nhà ngoài này về liền nha, không có cái kiểu mà dần trong là chạy về đây nói nữa đó. về riêng cho mà không phải là đuổi, nhưng mà con phải biết cái câu là có chồng mới phải theo chồng, chồng vào hang rắn hang rồng theo. Khi nữa là cô mẹ về anh cô chị cô là cô út má anh có nói đi em thấy người Huế không luộc lồi lúng túng rồi mà có ai bỏ vào quê hương không thì miên phải sống với lụ cho rồi cho mẹ kia nữa. Hay quá, với cái câu này hay quá. Coi được cái mấy cuốn album của nhà cô hay ghê, có cái gì cũng ghi trong đó, nên là những cái khoảnh khắc của năm nào là gia đình là đều có những cái kỷ niệm ở trong này hết. Khó quên con ơi, khó quên lắm. Một lần dở nhiều khi cô buồn, mấy đứa là cô dở ra cô khóc và nó nói mẹ dẹp giùm con mấy quyển này được không? Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Duy bảo hành lên đến 10 năm. Trời ơi. Wow. Thấy chưa, bữa ăn của người Huế chị nấu đó. Chắc nhờ cô Hà giới thiệu ba thành viên này cho con biết nghe. Đây là con trai thử của cô. Dạ. Đây con dâu thử. Dạ. Đây là Út. Út Hà, hai Út. Ừ. Con dâu nhà này được cưng lắm Quốc Thuận ơi. Ủa, hai em là lấy nhau bao lâu rồi? 12 năm hả con? 12 năm là lấy nhau năm mười mấy tuổi mà sao giờ giống như mới cưới hồi cách đây năm 2 năm vậy? Năm 20 hả con? 20 là năm nay mới có 33 là các cháu đâu? Đó. Con ra chào cô đi, chào bác đi con. Chà mà ui cái mặt cái cứng chưa? Ồ, cái mặt rất hề nghe, cái mặt này tương lai là mai mốt. Cái mặt này là đi theo diễn hài. Mai mốt đi diễn hài. Ơi, dính miếng cơm kìa. Ê, cái mặt cô gà quá. Không ơi, quá đó. Mặt rất vui. Em là mấy đứa? Dạ em hai đứa. Là hai thằng trai đúng không? Hai đứa trai. Mấy gái là con em cả. Anh hai. Chồng anh hai. Ủa, em là có gia đình chưa? Có rồi. Đúng chưa nữa mà bạn muốn hẹn hò. Chỗ sao gài chứ. Không nạp hết. Vậy hả? Thôi con lại ăn đi con. Trời ơi nè. Chị món ăn mà đặc trưng của người Huế đó là bánh nằm. Quên nữa chưa? Người Huế mình ăn cũng phải mời chứ, nãy giờ nhào vô ai cũng ăn hết trơn. Không, thật ra nè, chính vì cái điều đó mà Quốc Thuận lại càng ngưỡng mộ bác Hòa với bác Hà gái luôn. Thậm chí nặng nề con, không có nặng nề chuyện đó đúng không bác? Dạ. Gia đình của mình có thường xuyên là ngồi ăn cơm đông đủ gì không hả bác? Bây giờ mọi đứa riêng hết, nhưng mà có việc gì là tụ tập lại. Bác gái thì nấu ăn ngon như vậy mà vậy bác trai có biết nấu hả? Bác trai thôi con nè. Bà kệ nha, bác xinh á, bác cái nấu ăn mà thôi để đi mua cái dâu hầm cho em bé của sự tính. Ra chờ cái việc cái ba nó không biết mà bạn cái dâu heo nải á. Vô hầm, đâu có hầm như giống cái luộc lên nữa. Rọt miệng nước mắm không còn chết hết á, nước mắm không là vô. Em ăn đi. Bác muốn khóc mặt nó trời ơi, em đang ăn được cứng ngắc. Ở nhà chắc có lẽ là các bạn chắc ít ai tâm sự với bác Hòa lắm đúng không? Tại vì ổng hiền quá. Thường thì bác Hòa hay nói chuyện với thành viên nào trong gia đình ngoài bác gái ra nghe? Ngoài bác gái ra. Đó. Nói với nội và anh này nè. Thường ba nói gì? Càng nhằn. Mẹ càng nhằn ba. Nhưng mà lúc mà em về làm dâu á là lúc đó ba nội như thế nào? Dễ thương, dễ tính. Ba nội hay kêu em lại nói chuyện lắm. Tâm sự vậy hả? Hay kêu tâm sự. Anh suy nghĩ gì nè. Thường những người phụ nữ miền Trung á, đặc biệt là người phụ nữ Huế á, rất là nhẹ nhàng, đi khe khẽ một chiếc lá rơi cũng làm tim ta thổn thức đúng không? Thì không biết là bà nội có nhẹ nhàng không hay là bà nội nhanh nhẹn? Lúc mà em về là bà nội còn khỏe lắm. Nhưng mà bà nhanh không? Bà nhanh lắm. Bà vẫn làm được việc xung quanh. Thường bà nội hay nói chuyện với em về điều gì? Giống như bà nội giận ai hay là bực tức gì mà bà nội không có nói gì với ai được. Thế là lâu lâu em lên thấy là tới đây nội nói cho nghe nè. Tâm sự với cháu dâu. Dạ. Thường á, những cái người mà già nhất trong nhà là hay gì nè, thích con cháu cho tiền, cất cái tiền đó xong cho mấy đứa chích á, là nhà này có không? Chắc 100% luôn. Vậy hả? Mọi em là cất rồi không nhớ để đâu luôn. Mà kiếm hoài á, lẫn hoài á. Đứa cháu nó còn nhỏ quá chưa có cho. Anh chàng này phát hiện ra nè. Cái này là Thanh đi tìm ra. Thanh đi tìm á, đến đi tìm tiền của nội. Bác, ở ngoài quê thì gia đình mình còn ai không á? Còn. Thường về ngoại thì có bao giờ ngồi ăn cơm chung có dòng họ? Dễ thương lắm, nói chung là có những người Trung cũng là người thân thích về là mừng, là nói chung là thiệt đại để tung lúm á. Con còn được biết là bác Hà là một cây văn nghệ, nhân tiện là có bữa ăn ngày hôm nay con rất muốn nghe bác hát. Nghe bác hát một vài câu thế ha. Dạ. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi em xa quê nhà Từ đó em nhớ mong người xa. Nãy giờ đã vào trong nhà được trò chuyện với hai bác, những cái câu chuyện rất hay. Bây giờ thì chắc có lẽ là con và chị Nga, hai chị em đều giống nhau một điểm, tức là cảm nhận và hiểu được về câu chuyện của gia đình của bác. Tuy nhiên để mà có được một cái cuộc sống như thế này, có một cái cuộc sống hạnh phúc cho tới giờ phút này, bác cũng như là bác trai cũng trải qua rất là nhiều những cái khó khăn và thậm chí là những cái biến cố trước đây để mà có được ngày hôm nay. Bác có thể cho con biết là những cái điều gì mà nó động lại trong bác và bác muốn chia sẻ? Người ta thường nói là hạnh phúc là ngọc châu, khổ đau là bể cả. Nhưng mà muốn có ngọc châu thì phải lặn sâu vào bể cả. Thì bác và bác trai là đã lặn rồi, mới nhặt được 3 viên ngọc trai là Tina, Tino, Tini đó. Bác thì gia đình ba mẹ kinh doanh, nhưng mà lại chồng phải theo chồng công việc, rồi về gia đình ông bà nội là công chức, thì chủ giáo viên nữa, thì mình cũng phải theo. Bắt đầu từ đó là sinh được con đầu ra là đi làm thêm này, làm đủ thử hết á. Và đến khi ông nội qua đời thì hai bác phải là lo lắng cho hai đứa em. Sinh được thứ ba rồi bắt đầu nghỉ việc nhà nước. Người ta nói quá và vô đây làm ăn, làm đủ thứ, từ bán cơm rồi làm đủ thứ hết đó con. Rồi để nuôi cho tụi nó vào đại học hết, rồi dựng vợ gả chồng, tập ghen sỏi đá, quá cực. Anh muốn nghe em nói về những cái suy nghĩ của em về mẹ và về bố luôn. Mẹ trong mắt em thì quá giỏi rồi, ba thì là quá hiền lành, nhưng mà mẹ bắt nạt ba nhiều quá. Nhiều khi ba rất là bức xúc và xuống và nói chuyện với em, thỉnh thoảng cũng có tâm sự với em đó. Mẹ cũng tâm sự ngược lại. Còn nói về đời của ba mẹ thì khổ rất nhiều rồi. Em thấy là thậm chí tới bây giờ cũng còn khổ, cũng có gì hơn là ngoài lời cảm ơn và lòng biết ơn mà em dành cho ba với mẹ đây. Và cả bà nội nữa cũng đã sống lâu để con cháu được phụng dưỡng mà. Con hy vọng rằng mẹ chúng ta buông bỏ bớt công việc đi này nọ để tụi con được chăm sóc cho mẹ. Cảm ơn con. Bà thì càng ngày càng yếu, ba mẹ cũng vậy luôn. Út đã chia sẻ rồi đó. Anh ba, anh cũng muốn nghe cái suy nghĩ và cũng như là những cái điều gì đó ở trong em. Những lời của Út nói thì là những điều em cũng mong muốn cho ba mẹ và bà nội của em thôi. Em mong muốn là ba mẹ em sống dồi dào sức khỏe, buông bỏ bớt công việc đi, cực khổ quá rồi. Em biết ba không buông được là sao biết không? Là ba rất có hiếu. Rồi giờ nè, anh cũng muốn nghe dâu nói đó. Em có điều gì muốn nói với mẹ, với ba và đặc biệt đó chính là với bà nội? Cho bác mày nghỉ làm thôi, đứa nào để con sức qua để biết học qua ra ngồi với mẹ. Anh chị xui của bác á, rồi xa vậy không? Mà vừa rồi bị xui á, bị tai biến thì bà cũng chưa lên thăm được. Nhưng mà trước mắt là chia sẻ về là gửi lời chúc sức khỏe. Và thứ hai này là bà cảm ơn bà nội của Bích Hợp, cho dù là quả cô, nhưng mà nuôi về Bích Hợp rất là ngon. Rất ngon vì ba mẹ đi làm thì ở với bà nội. Thì dài từng lời ăn từng nọ. Khi về làm dâu mình thì mình thấy là gia đình đúng là chồng đụng dấu, gửi lời đến anh chị xui rồi giao về cho bạn một cô con dâu khôn mình. Thấy cái tình thương của bà dành cho con dâu rất là dạt dào, giống như kiểu con ruột cái đó. Thôi bây giờ con muốn nghe bác Hòa, sau khi mà bác lắng nghe hết tất cả những chia sẻ của những người đang ngồi ăn cùng với bác. Thì trước hết bác cũng cảm ơn bác Hòa đã lo lắng từ trước đến bây giờ, lo lắng trong cuộc sống từ trước đến nay, vất vả lăn lộn với đời để lo cho bà nội và nuôi các con đã học hành đến nơi đến chốn đến ngày hôm nay. Đó là sự cảm xúc đối với bà. Thưa quý vị, hôm nay trong bữa cơm gia đình với chương trình mà Gõ Cửa Thăm Nhà, cô Thuận cảm thấy nó rất là đặc biệt. Đặc biệt là bởi vì nó có rất nhiều cái tình ở trong đây. Tình vợ chồng, tình con dâu với mẹ chồng, rồi tình mẹ con, tình cha con. Và trong đó nó có cái tình thông gia nữa, đẹp vô cùng. Và là một cái nhà là tứ đại đồng đường nữa. Khó lắm, và mong rằng là cái tình cảm nó sẽ càng ngày nó càng nảy nở. Và càng thêm nữa, cứ thêm cho nhau tất cả những yêu thương. Sắp tới đây hai chị em con cũng sẽ áp dụng thật nhiều trong cuộc sống của Thúy Nga và Quốc Thuận. Và xin cảm ơn hai bác và tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta. Con có một cái điều bất ngờ muốn dành tặng cho gia đình đời con chút xíu. Hôm nay là Thúy Nga với Quốc Thuận có một cái buổi ăn cơm chung với gia đình tứ đại đồng đường rất là vui. Con thấy là đến đây mà gia đình mình là đông vui như vậy thì thật sự là cái mình ăn mà mình cảm thấy là mình cũng giống như là người ruột thịt trong gia đình. Đây bất ngờ sẽ xuất hiện đây. Xin mời bác. Hôm nay là ngày họp mặt của gia đình. Người mà anh tin tưởng nhất cũng là người là kính phục, lo từ người mẹ đến người con và lặn lội thì công sức để ngày hôm nay gạch xin tặng. Cảm ơn em. Đây là cái bó hoa mà ở Tân Lập không có bán. Quốc Thuận và bác đã mua bó hoa này tuốt ở dưới Thủ Đức á. Còn một điều bất ngờ thứ hai nữa. Rồi cái gì nữa vậy? Mà tặng cho bác gái. Chúng ta có thể mở ra xem. Dạ. Cái này là của ba tặng cho mẹ đó nha. Wow. Một sấp vải màu tím. Wow, đẹp quá. Bây giờ chắc là cái người hạnh phúc nhất đó chính là người đẹp, người đẹp Quảng Trị, đó là bác Hà. Để nghe chủ nhân của những món quà này nói đi. Cô chị Viễn là cảm ơn ông nội của các cháu, vậy là các con dâu hiếu thảo yêu thương mẹ mỗi ngày như mọi ngày. Từ đấy đến khi mẹ già mẹ vẫn thấy mình hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà bây giờ này nghe, con muốn nghe bác nói một vài lời về cái suy nghĩ của mình. Bà cố có thể không nghe được nhưng mà con cũng rất muốn nghe bác. Bà cảm ơn một người mẹ rất lo lắng cho một đứa con cho đến ngày hôm nay, lo lắng cả cuộc đời từ trước đến giờ. Nhưng mà chúng mẹ cũng tăng tồi để mà nuôi nấng sinh thành thì con cũng có gì hơn. Hôm nay con cũng xin cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đó, bà nội nghe nè. Mẹ cảm ơn con, mẹ cảm ơn con nữa. Những cái từ cảm ơn nó khó nói. Cứ mỗi lần quay trình này là nhớ mẹ, là nhớ má con dưới quê. Quê con đâu? An Giang. Năm về ăn cơm với bà được mấy lần? Ba còn hơn không? Ba còn chết rồi. Mà mẹ con là cũng thuộc dạng là hy sinh mà chịu đựng. Hy sinh vì đại nghĩa gì hả? Hồi đó ở Sài Gòn mất xe, bà đi mượn của người ta 3 chỉ vàng, 2 năm trời mới trả hết. Mua chiếc xe cho tôi. Trời ơi. Mua lại xe. Má không hề nói với ai biết. Để cứ mỗi lần quay chương trình thì chắc sắp tới không làm MC nữa. Cứ mỗi lần ăn cơm mà gia đình mà có một người mẹ xuất hiện là mình cảm thấy là mình nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Mà nó rây rứt trong lòng vô cùng. Thậm chí là có những năm không về nhà luôn. Bởi vì anh nói với em á, gần mẹ gần em là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc trên đời này. Rất là biết ơn chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã chọn mời Quốc Thuận và Thúy Nga đi với chương trình này để có thể trải nghiệm thêm nhiều về cuộc sống và đặc biệt là được học rất nhiều từ những gia đình. Con rất kính ngưỡng bác cũng như là bác Hà. Trước tiên là con kính ngưỡng về cái lòng hiếu thảo của bác. Chắc chắn một điều như này, gia đình của bác Hòa sẽ luôn luôn hoàn mỹ là bởi vì bác đã rất hiếu thảo với mẹ mình. Thì chắc chắn một cái điều, các con các cháu sau này tỏ cái lòng hiếu thảo với cha mẹ, với bác Hòa, với bác Hà này, đó là điều đương nhiên. Và hôm nay để thay cho lòng biết ơn thì Quốc Thuận có mang đến một món quà từ chương trình gửi đến cho gia đình chúng ta. Đợi Quốc Thuận chút xíu. Dạ, con xin thay mặt chương trình xin gửi kính tặng cho gia đình chúng ta một món quà đến từ nhà tài trợ, đó chính là quạt điều hòa Ri mang đến làn gió mát lạnh tự nhiên tạo ẩm với công suất 60W và bảo hành trên 2 năm. Và hy vọng rằng là làn gió mát tự nhiên của quạt điều hòa này sẽ luôn luôn mang đến những cái điều mát mẻ, xoa dịu tâm hồn của tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta. Hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc hơn. Một lần nữa bác xin chúc các con vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn bác.